Chào các bạn, mình là Thuận đến từ Đồ Họa Thuận Yến. chào mừng các bạn đến với khóa học Visualum Arena ha. Mình đã cùng với các bạn qua 4 bài học. Trong 4 bài học này bao gồm bài số 1, số 2 là thao tác làm chủ phần mềm đúng không? Và mình đã hướng dẫn các bạn bài số 3, số 4, đó là mình sử dụng cái bộ suộc của Visualum cũng giống như là cái bộ Access có sẵn ha. Qua đó mình cũng đã tìm hiểu về những cái bộ suộc và những cái bộ Access mà mình sẽ cung cấp cũng giống như là hướng dẫn các bạn để cho các bạn có cái tài nguyên để các bạn thực hành trong khóa học ha. Đó là từ G-Spa và là từ là KB Tip Pro nè. Thì coi như là mình đã hoàn thiện bài 4 và mình trước khi mình qua tiếp những cái bài học mới về plugin ha. Đây là những cái phần rất là quan trọng ha. Plugin nó là mấu chốt của khi mà các bạn sử dụng Visualum Arena. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài tập để các bạn ôn lại hết kiến thức từ bài phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Cũng giống như là mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái mèo nhỏ thôi. Bạn nào biết rồi thì có thể là ok, nhưng mà một số bạn mà mới gọi là mới học thì đây cũng là một những cái mèo mà rất là quan trọng ha. Rồi các bạn xem ha, mình thấy có một cái kênh TikTok này chưa, và trên đây có các bạn chơi TikTok, các bạn tập theo kênh này thử ha. Kênh này có 5.2 triệu lượt thích này, và người ta làm chỉ làm một cái một dạng video thôi đúng không, cứ dạng effect thôi được chưa, có một dạng một thôi nhưng mà lên xu hướng rất là mạnh ha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm như này chưa. Rồi, và cái trên cái kênh TikTok của Đồ Họa Thuận Yến mình cũng đã đăng cái bài dạng như vậy lên ha. Rồi, và mình thông qua cái bài học này các bạn biển tậu ha, các bạn làm theo cái trải nghiệm của các bạn nữa, ứng dụng kiến thức của 4 cái bài học, và từ đó là gì, các bạn cứ sáng tạo ha. Rồi cái cách đầu tiên, cái đầu tiên mình muốn hướng dẫn với các bạn là sau này á, mà khi mà giả sử nha, cái này ai cũng biết nè, nhưng mà ai cũng biết, cũng có một vài người chưa biết, là thì mình sẽ hướng dẫn ha. Là ví dụ như là mình thấy là mình cần cái bài nhạc này, mình thấy bài nhạc này rất là ok đúng không? Chưa? Cái bài nhạc này rất là hay và mình muốn tải cái bài nhạc này và mình sẽ đưa vào Visualum, thì cái cách làm như nào? Đầu tiên là các bạn tải cái video này về hoặc là cái file MP3. Rồi mình bấm vào để mình lấy link nha. Rồi mình ngưng lại. Rồi các bạn bấm sao chép liên kết nè. Đây là cái cách ha. Đây là một cái cách nó rất là đơn giản. Rồi sau khi sao chép liên kết xong rồi ha, thì các bạn sẽ vào cái trang là gì? Các bạn viết ra TikTok download.online. Rồi các bạn dán cái link vào đây. Rồi xong rồi các bạn bấm download. Rồi mình thích thì mình sẽ download luôn cả video ha, không có watermark. Còn mình bây giờ mình chỉ cần cái âm thanh thôi, thì mình download âm thanh là 13. Các bạn thấy rất là bình thường đúng không? Nó đơn giản tới mức mà gọi là không thể nào tưởng tượng ha. Rồi thì sau khi mình tải về thì mình sẽ có một cái file MP3 ở đây ha. Mình mở ra nghe. Rồi, ok. Rồi cái file MP3 này nè, bây giờ mình sẽ khởi động Visualum lên cho các bạn nha. Các bạn nghe lời ha, cứ học phần mềm một cách bài bản, học từ cơ bản, học lên và làm chủ được nó, thì sau này sau khi học xong đó, các bạn nghiên cứu và phát triển rất là nhanh ha. Còn nếu như mà không có nền tảng thì mình mò nó mất rất là nhiều thời gian ha. Đó là cái câu mà trong tất cả các khóa học mình hay nói với các bạn ha. Rồi bây giờ mình thử mình đưa file MP3 vào cái nó cho không, đúng không? Đây này, rõ ràng đúng không? Đây, nó không nhận file MP3 này. Thì đơn giản hơn nữa thì làm sao, thì lúc này các bạn bạn nào cũng biết cấp khách rồi ha. Cấp khách là các bạn tải cấp khách là phần mềm gọi là miễn phí ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn ha. Các bạn tải CapCut, tải cài đặt, bấm một phát là xong ngay chưa. Rồi tải xuống xong rồi cứ nét là cài đặt. Rồi xong rồi mình sẽ khởi động CapCut lên. Có nhiều cách để làm ha. Mình sẽ convert nhanh cái file MP3 này thành luôn là một cái file WAV đúng không. Rồi khởi động CapCut lên nha.
Rồi sau khi khởi động Cáp khách lên thì các bạn tạo một cái rule set mới. Rồi bạn nào mà lỡ biết rồi thì chịu khó nha, chịu khó, tại vì mình muốn là ngay cả các bạn là mới học cũng phải thành thạo những cái bước như này. Rồi các bạn kéo cái file TikTok vào này, cái file mình download về này. Rồi xong đơn giản ha, rồi kéo trượt xuống, wrap này ha, kéo xuống, thấy vô đây. Rồi có tăng âm lượng gì thì đây ha, tăng lên một xíu, ví dụ vậy. Rồi xong rồi các bạn bấm một export nè. Nếu mà trường hợp mà các bạn có luôn cái file lợ là cái file video mà các bạn chỉ muốn lấy nhạc không thôi thì lúc này các bạn tắt cái video này đi, tắt này ha, và lúc này mình chỉ audio ha, và định dạng của nó là gì, WAV. Rồi xong rồi mình sẽ lưu ở desktop đi ha, desktop save lại, rồi đặt tên gì đó ha, đặt tên đi ha, EQ đi ha, rồi export lại, rồi xong rồi đó ha. Rồi mình tắt cái này luôn nha, các bạn nhớ ha, thao tác rất là đơn giản. Rồi lúc này mình sẽ cộng cái file EQ nè, và cái file này chính là cái file mà Resolume sẽ nhận cái file WAV này. Rồi các bạn hiểu ha. Rồi, mình tắt Cáp khách này. Rồi đây là giới thiệu với các bạn, đây là kênh TikTok của Đồ Họa Thuận Yến ha. Kênh YouTube thì các bạn biết rồi ha. Thì bài tập của các bạn mình cũng thường xuyên đăng ở đây này. Chưa? Các bạn nhớ theo dõi kênh cũng giống như là những cái bài học, những cái video hướng dẫn ha, mình đều đăng ở TikTok và kênh YouTube, tên là đều là Đồ Họa Thuận Yến ha, các bạn gọi Đồ Họa Thuận Yến là nó ra thôi. Rồi ok các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng Resolume. Rồi còn lại tìm hình ảnh thì hôm bữa mình có chỉ các bạn ở cái bài học số 1 là những trang để tìm hình ảnh cũng giống như là video có phí và miễn phí, chưa, cũng như là cái cách để mà mua bản quyền như thế nào là mình đã hướng dẫn trong hình như là trong bài số 1 đúng không? Rồi các bạn xem lại ha. Chưa? Rồi. Mình tải về những cái hình như này. Và để chuẩn hóa đúng cái kích thước của mình sẽ đăng lên màn hình đứng của TikTok ha, trên điện thoại đúng không? Thì mình đã định dạng cho nó là kích thước là 576 x 1024. Các bạn sử dụng Photoshop hay là phần mềm gì đó cũng được ha. Và kích thước là 576 x 1024. Chưa? Rồi bây giờ khởi động Resolume lên đúng không? Rồi các bạn vào Composition đúng không? Setting. Chưa? Rồi các bạn đặt tên ha. Và kích thước là 576 x 1024 để mình sẽ phát trên điện thoại ha. Trên TikTok hoặc là trên Short của YouTube. Cũng giống như là trên Facebook ha. Rồi ok ha. Rồi bây giờ là những cái thao tác cũ thôi, kéo hình ảnh vào đúng không? Mình có thể là gì, thao tác cũ ha, layer ôn lại luôn, new một layer nữa. Chưa? Rồi mình sẽ ở layer 1 nè. Rồi mình kéo hình vào đúng không? Rồi chọn một bài nhạc luôn ha. Rồi bài nhạc. Rồi tiếp theo là các bạn lấy một cái hiệu ứng ha. Hiệu ứng này là ở trong cái bộ suộc mình gửi này ha, ở trong cái bộ suộc mình gửi cho các bạn. Cái bộ thư viện Visual này ha, rất là nhiều ở trong đó. Chưa? Nó khoảng 1 TB đúng không? Các bạn tải về từ từ này. Rồi nhạc thì bạn nào cần thì nhắn mình gửi tiếp nè ha. Nhạc sau này mình làm gọi là gì? Khoảng 10 GB ha, đủ cho các bạn làm ha, đủ cho các bạn sử dụng, chưa, để học tập và nghiên cứu ha. Đấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đây là hiệu ứng Lighting Effects ha. Rồi ok ha. Rồi bây giờ cái cách để mình sẽ bắt đầu và mình tạo ra nó như thế nào, chưa, rồi các bạn xem thử ha. Rồi mình hướng dẫn các bạn cái cách và ra được kết quả, và các bạn là gì, trong quá trình các bạn làm thì các bạn phải sáng tạo một xíu ha, sáng tạo theo, cũng không cần gọi là cái gì mà gọi là ghê gớm hết, chỉ sáng tạo theo những cái gì mà mình đã dạy là được rồi, chưa, không cần cái gì hết, nhưng phải sáng tạo.
chưa? Thì các bạn biết rồi đúng không? Cái sự sáng tạo đó mới là cái vấn đề, chứ không phải là lý thuyết hay gì hết á, chưa? Các bạn cứ những gì mình đã dặn các bạn trong bài 1, 2, 3, 4 và bây giờ là cái lúc mà các bạn cần phải sáng tạo, thể hiện được cái gọi là kỹ năng của mình đúng không? Rồi, mình chọn hình này ha. Đó, ví dụ như là mình chỉ làm trên một bức ảnh thôi, còn lại là các bạn có thể là gì? Mình học rồi đúng không? Mình học chuyển cảnh rồi, chưa? Mình học là Show Layer Transition Control rồi. Thì trong quá trình là các bạn có thể sáng tạo về chuyển cảnh ha. Còn bây giờ mình chỉ cần một bức này thôi. Rồi, những cái gì mình đã học này, mình đã học về suột đúng không? Mình đã học về suột, rồi mình đã học về effect, và hôm nay mình chỉ áp dụng hai vấn đề đó thôi, chưa? Rồi, ví dụ như là không cần phân tích cái bài mẫu nha, mình cứ làm các bạn theo thôi. Ví dụ như là vào effect này ha, mình sẽ lấy một cái hiệu ứng stop, chưa? Tất cả đều có sẵn của Resolume nha, không, mình chưa có hướng dẫn các bạn xài plugin shop này ha. Rồi hôm bữa mình đã nói trong bài học rồi là cái bài tập này nó rất là dài, để tại vì là thông qua cái bài tập này mình sẽ ôn lại kiến thức của bài 1, 2, 3, 4 cho các bạn luôn, chưa? Rồi các bạn biết rồi đúng không, mình có thể là gì, kéo vào clip này ha, kéo vào composition này, hoặc là kéo vào layer. Khi mình kéo vào layer thì nó sẽ tắt đồng hết luôn toàn bộ đúng không? Nếu như các bạn có làm chuyển cảnh thì các bạn có thể kéo vào layer ha. Còn bây giờ mình không có làm với composition, không làm với layer, mình chỉ làm cho từng cái đối tượng thôi. Thì mình sẽ kéo vào đâu? Kéo vào clip. Đúng không? Stop. Yeah. Rồi, cái effect stop này thì nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của nó là gì? Tạo gọi là chớp tắt, đúng không? Rồi. Các bạn có thể là opacity đúng không? Opacity. Ha. Yeah. Đây, opacity. Ha. Rồi, đúng không? Các bạn nhìn ha, đây cái mức độ tác động của nó này. Rồi, opacity đúng không? Rồi, nhớ là trở về thông số mặc định thì bấm chuột phải. Được chưa? Nhưng bây giờ mình không muốn nó gọi là chớp tắt tuần tự như vậy, nhưng mà mình lại muốn nó là phải theo nhạc. Được chưa? Theo nhạc ha. Rồi, bây giờ thì đơn giản là các bạn sẽ phát nhạc. Bấm vào nhạc ha. Mình sẽ nổi và mình sẽ bấm để các bạn thao tác thôi nha, các bạn hiểu nha. Mình sẽ bấm vào nhạc đúng không, để cho nó phát. Rồi, để cho mình hiểu, bây giờ mình sẽ cho cái hiệu ứng opacity này nè. Các bạn bấm vào dấu setting nè, nhớ không? Và lúc này mình sẽ cho nó là composition FFT ha. Rồi, và khi mà composition FFT này, các bạn phải điều khiển thông số giữa grain và phone này, và phải giới hạn lại ha, giới hạn cái gọi là cái sự chuyển động ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật nhạc lên ha, và mình các bạn nhìn. Rồi mình đã cho âm thanh nhỏ xuống ha. Rồi các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái chỗ opacity này. Rồi bây giờ mình sẽ để các bạn nhìn đúng không? Đó. Kéo chuột lên ha. Rồi mình có thể là giới hạn ha. Đây, các bạn nhìn. Rồi, tùy chỉnh lại ha. Rồi, các bạn có thể giới hạn cái mức opacity. Nó nằm ở trong phạm vi này. Rồi, mình tắt nhạc ha. Rồi, các bạn hiểu. Các bạn hiểu cái tính năng của nó ha. Cái tính năng là mình sẽ cho tất cả đều là gọi là theo nhạc hết ha, theo beat của nhạc hết. Ở trong Resolume nó có một cái này nó rất là hay ha. Từ từ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm là theo cái nguồn nhạc từ bên ngoài vào như thế nào. Nhưng bây giờ mình cứ lấy cái nguồn nhạc mà nó sẽ phát trong composition. Rồi ví dụ như là hôm bữa mình có học tiếp, mình vọc effect hay là mình sẽ vọc cái suột chẳng hạn. Thì hôm bữa mình có học là màu sắc gì đó đúng không? Ví dụ như là saturation này. Đúng chưa? Mình có thể là gì? Các bạn hiểu hết thông số ha. Hiểu hết mấy cái này. Rồi mình có thể là gì? Giảm màu nó xuống. Đây, tăng cái độ sặc sỡ lên. Chưa? Những cái này là hôm bữa mình có nói với các bạn hết rồi. Đó. Ví dụ như là các bạn muốn là vẫn đây ha, màu sắc này vẫn phải theo nhạc chẳng hạn, thì rất là đơn giản. Tất cả các thông số như này ha. Một là mình điều khiển timeline tùy ý mình.
Và mình giữ hàng đó được, còn không thì nhớ là mình sẽ tùy chỉnh theo nhạc. Và lúc này mình bật nhạc lên. Bật nhạc lên đúng không? Rồi, lúc này mình nhớ ha. Đây, mình tùy chỉnh lại. Đó, các bạn hiểu này rồi đúng không? Rồi, hiểu là ok rồi ha, không cần phải làm dùng nhiều vào đâu. Rồi, vậy là các bạn hiểu cái phần này rồi ha, cái phần stop này ha, cái phần stop là để làm gì nè, là phần saturation này ha. Và các bạn hiểu luôn là cái mục là gì, composition FFT ha. Rồi, bây giờ mình tiếp tục. Mình sẽ tạo cái giọng nhạc ha. Cái EQ ha. Rồi. Đầu tiên các bạn vào cái mục là gì? Suột ha, các bạn gọi từ là gradient. Đây, hôm bữa mình có nói cái này nè ha. Rồi, kể lên đây. Rồi. Đúng không? Mình có thể tắt đi ha. Ok. Ở bên này nè, có nghĩa là đối với Resolume Arena là các bạn có rất là nhiều công cụ và dùng cái từ là gì? Tự do sáng tạo. Ha, để trở thành gọi là gì? Nghe một cái từ nó ghê gớm đúng không? Mà một cái nghệ sĩ về thị giác rồi vision chuyên nghiệp. Chưa? Nhưng mà tất cả mọi thứ đều nằm ở khả năng sáng tạo, và khi mà các bạn biết rồi đúng không? Mà các bạn muốn sáng tạo. Chưa? Các bạn muốn sáng tạo đó các bạn phải hiểu rất là nhiều vấn đề. Giống như là bài số 1 mình có nói với các bạn là gì? Không phải là học Resolume xong rồi trở thành gọi là vision đâu nha. Các bạn phải có kiến thức về rất là nhiều về mỹ thuật, rồi phải sử dụng được nhiều phần mềm để tạo ra được những cái gọi là gì, gọi là dùng cái từ là tác phẩm nghệ thuật thị giác ha. Nhưng mà thôi, những cái vấn đề đó sau đi ha, bây giờ mình cố gắng mình làm chủ được Resolume cái đã rồi tính tiếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ gradient này ha. Thì ở đây ví dụ đơn giản là cái mode nữa ha, cái thai là cái kiểu, cái mode thì mình cứ để cho nó smooth đi ha, smooth. Rồi cái thai này mình sẽ để cho nó là theo dạng là vertical ha. Rồi ví dụ này, ví dụ bây giờ là lúc các bạn sáng tạo này, cái method ở đây là cái màu, cứ cho là hai màu đi các bạn nhìn này, giả sử hai màu này, bây giờ sáng tạo là mình muốn là bản thân màu này cũng phải chuyển động theo cái điệu nhạc ví dụ vậy, thì các bạn sổ ra học luôn ha, học cái mới luôn ha, như là cái này học rồi nhưng mà thôi học lại. Mình nói rồi ha, các bạn kiên nhẫn nha, bài tập này mình sẽ nói rất là dài để mình ôn lại cho các bạn 4 bài học luôn ha. Rồi bây giờ mình có thể đi, đây là chọn màu, chọn màu một cách bình thường đúng không? Đây chọn màu. Nhưng mà bây giờ mình muốn là gì? Các bạn qua muốn nhảy theo nhạc luôn. Đúng không? Thì các bạn qua palette này. Ha. Lúc này cái mục palette này nè, nó lại có cái mục là gì? Ví dụ timeline. Timeline. Chưa? Timeline tốc độ chạy là các bạn chạy thoải mái. Đúng không? Các bạn chạy theo cái dạng màu, theo cái tốc độ nhanh chậm. Nhưng bây giờ giả sử muốn theo nhạc thì học luôn rồi, mới học xong. Ở đây. Composition. Rồi, bật nhạc lên. Rồi, bấm xuống lại. Rồi, hiểu được ha, hiểu được này rồi ha. Rồi, hiểu rồi thì không cần phải nói nữa. Rồi, đơn giản ha. Chọn lên. Rồi, bây giờ mình chỉ muốn đơn giản là màu thôi ha. Color 1, mình muốn màu này. Rồi, color 2, mình muốn màu này. Rồi, tùy các bạn ha. Rồi, thay là chọn vertical. Rồi, xong động lại. Rồi, transition động lại luôn. Rồi, tiếp theo. Các bạn gõ chữ là effect luôn này ha. Effect Revo. Rồi, các bạn kéo Revo xuống. Rồi, nhớ nha, tự do sáng tạo ha. Nhưng mà trước khi sáng tạo thì cứ theo cái mẫu đã. Theo cái mẫu làm ok một mẫu xong rồi là sáng tạo thoải mái luôn. Rồi cái chữ mục x này ha, mình để khoảng ví dụ như là 100 thì nó chỉ cho mình tối đa là 80 đúng không? Rồi y này mình chỉ cần một thôi, nó dạng như này, border ha, cái ví dụ mình để giả sử các bạn dạy 10 nó sẽ nó như này đúng không? Các bạn có những thông số mà mình dịch nghĩa ra mình border là đường viền, mình không hiểu nó như nào thì mình cứ nhập một con số, cứ nhập đại một con số là mình sẽ cảm nhận được ngay ha. Rồi bốn chẳng hạn, rồi một, rồi hiểu rồi ha. Rồi mình sẽ để khoảng 3 đi. Rồi, 3 đi ha. Rồi.
Tiếp theo là mình sẽ cứ mặc định, mình mặc định ha, mặc định là mình cứ để stretch ở đây. Các bạn thấy cũng không có tác dụng gì hết. Lát nữa mình sẽ thấy. Bây giờ cái mặc định mình cứ để đây cứ đã. Rồi cái mục là scaling này mình sẽ cái giọng nhạc ha, nó sẽ từ giữa lên, mình sẽ để up. Dạ. Rồi, order này mặc định mình cứ để là normal. Dạ. Rồi cái shift này này, mình sẽ để cho nó là audio, âm thanh. Âm thanh từ đâu? Cái mục input mình lại chọn từ nhạc composition. Rồi bây giờ mình bật nhạc lên. Dạ, rồi bấm xuống lại nè. Các bạn thấy là gì? Nó không có thay đổi gì hết ha. Nhớ ha, nhớ tăng tăng này, tăng đây nè, đây nè. Các bạn bấm chuột cái chữ gain này. Và nó nằm trong cái khu vực mà cái sóng âm nó mạnh nhất. Ha. Và mình kéo này tới nè, giới hạn nó luôn ha, giới hạn luôn, nó nằm trong khu vực này. Rồi. Và lúc này các bạn thấy là gì? Các bạn thấy là nó hình như là không theo ý của mình đúng không? Là do nó chưa cập nhật thôi. Chưa nè. Lúc này các bạn chọn lại ha, lúc này các bạn chọn lại kiểu là các bạn chọn nè. Rồi, bật tắt lại ha. Rồi, tại cái mục là order nè, các bạn chọn lại random. Xong rồi các bạn chọn lại normal. Để chi? Để nó cập nhật. Các bạn thấy nó cập nhật liền đúng không? Đó, rất là đẹp ha, đúng theo nhạc ha. Đơn giản đúng không? Rồi. Các bạn hiểu này rồi ha. Rồi muốn tùy chỉnh cái gì thêm thì có thể là sáng tạo thêm ha, để một chẳng hạn. Đấy. 50. Rồi hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình để 3 lại. Rồi bây giờ tạm thời mình tắt nhạc ha. Rồi, nhớ ha, tắt nhạc thì nó không còn gì nữa nha, bật nhạc lên. Chưa? Yeah. Rồi, mình sẽ giảm cái âm lượng nhạc xuống để thu âm cho dễ cho các bạn ha. Rồi, bây giờ sáng tạo tiếp, ra từ đây rồi. Chưa? Yeah. Bây giờ mình muốn cho nó đều hai bên chẳng hạn ha. Thì hôm bữa mình có học, không phải là mình có học mà mình có nói với các bạn là về nhà phải thử là vậy đó. Mình có là flip. Chưa? Yeah. Lật ngang, lật dọc gì đó ha. V vertical, horizontal này đúng không? Vertical. Các bạn thấy nó đều ra đúng không? Thì muốn kiểm tra thì gì? Mình tắt đi thôi, tắt nè. Thấy không? Rồi. Các bạn hiểu rồi ha. Rồi bật tắt, bật tắt. Nhớ không? Nhớ chữ B không? Rồi, nhớ rồi. Đây, tắt này ha, bật lên này. Ha. Rồi, sáng tạo nữa. Chưa, còn rất là nhiều cái kiểu mà các bạn phải thử. Ví dụ như là mình thử là Radian. Chưa? Yeah. Radian nè ha, mình sẽ có này, bây giờ mình thử với các bạn này. Đó, mà phải bỏ thời gian ra mà thử là vậy đó. Rồi cứ kẹo vào, cứ kẹo hết. Rồi các bạn thấy không? Không cần mà phải vào bên trong điều khiển nữa đâu ha. Nhưng mà nếu như mà có thời gian mà tạo ra tác phẩm thì phải sáng tạo. Rồi bây giờ mình thử, bây giờ mình tắt nha. Tắt nè, tắt, tắt hết nè. Tắt ha. Rồi bật cái hình này lên. Thấy chưa? Màu sắc thì biết rồi, theo nhạc như thế nào biết rồi, bây giờ mình thử ha. Rồi mình thử, mình bật cái Radiant Cleaner này lên. Đây, nó đổi kiểu này đúng không? Rồi, thì mình vào bên trong nó. Đây, nó có sẵn một vài cái chuyển động rồi bản kính. Dạ, yeah. Sau này các bạn làm thì các bạn thay đổi ha. Dạ, yeah. Chụp phải là trở lại giá trị mặc định. Rồi, kéo thử để có nó như nào. Dạ, yeah. Rồi, rất là nhiều ha. Tất nhiên mình không thể nào mà can thiệp hết được. Nhưng mà gọi là gì? Mình sáng tạo thì mình phải chịu khó thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Mình tắt anh này. Tắt ha, mình tiếp tục mình bật anh này. Đó, các bạn thấy không? Rồi, dạ, yeah. Rồi, mình bật lên nữa này ha. Mình trồng hiệu ứng lên luôn. Các bạn hiểu chữ B này ha. Đó, các bạn thấy không? Có rất là nhiều kiểu rất là đẹp. Rất là sáng tạo đúng không? Đây, đẹp lắm. Đó, có những cái gọi là hiệu ứng mà nó kết hợp ngẫu nhiên mà nó vẫn đẹp đúng không? Bạn thấy nè, rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa, đơn giản hơn nữa. Các bạn hiểu này rồi ha, các bạn hiểu rồi, rất là đẹp đúng không? Đó, rồi thế là các bạn tắt đi, rồi các bạn thử một số cái hiệu ứng vào để mình càng thử nhiều thì mình càng phải cảm nhận nhiều. Tại vì bây giờ hiện tại không có cái quyển sách nào mà ghi là cái hiệu ứng này để làm cái gì ứng với mỗi trường hợp thì hầu như là không có, mà mình phải chịu khó rồi mình xài nhiều ha, rồi mình sẽ quen ha. Rồi bây giờ tiếp tục nữa là mình sẽ đưa cái lighting effect
Rồi bây giờ mình sẽ đơn giản ha, mình tắt cái hiệu này đi. Rồi các bạn ha, Lighting Effect. Rồi ví dụ như là Lighting Effect này đúng không, nó là cái clip này đúng không. Rồi chắc chắn là mình phải làm màu sắc cho nó chẳng hạn. À thì nhớ vừa xong đó, saturation hay là level hay là exposure gì đó ha. Đây rồi, kéo nó vào rồi tăng giảm cái độ rực của màu lên. Đây, ví dụ vậy được chưa. Tắt này, mình tắt các bạn xem ha. Đây đúng không, các bạn nhìn này. Đó, đó còn rất là nhiều ha. Rồi các bạn thấy không, chỉ vậy thôi là mình đã tạo ra được là gì, một cái tác phẩm rồi. Các bạn thêm thắt gì gì đó vào thoải mái đúng chưa. Đó, kiểu cái cách làm là như vậy đúng không. Rồi xong rồi các bạn thêm tạo chuyển cảnh rồi hình này hình kia gì đó đúng không. Chưa yeah. Tạo chuyển cảnh rồi thêm hiệu ứng và thực hành thật là nhiều đúng không. Rồi sau khi mà xong hết rồi, thực hành xong hết rồi thì mình mới học xong những cái thao tác như hôm bữa là mình làm gì, mình recall nó lại đúng không, recall lại ha. Mình vào cái gì, recall nha. Vào recall xong rồi nhớ là recall cái mục là audio and video chưa. Rồi xong rồi là gì, bấm recall và ra tác phẩm. Các bạn thấy cũng đơn giản đúng không, không có phức tạp gì lắm đúng không. Nhớ ha, nhớ là các bạn học gọi là để trở thành dùng cái từ là vision đúng không, vision điều khiển vận hành màn hình LED trên phần mềm Resolum với bạn điều khiển Akai ha. Học để trở thành vision thì có muốn trở thành cái gì đi nữa thì việc đầu tiên cũng phải làm gì, làm chủ được phần mềm mới đã đúng không, phải làm chủ được phần mềm và hiểu được nhiều và sáng tạo. Cũng giống như là gì, những cái bài học kế tiếp mình đã chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều ha, rất là nhiều gọi là gì, kỹ năng về sử dụng vận hành plugin ha, plugin để tạo rất là nhiều. Và đây càng nhiều thì các bạn mới càng có gọi là công cụ trong tay ha, để trình diện gọi là vision đúng không. Rồi đó cái cách ha, mình hướng dẫn cho các bạn thấy không, kết hợp một vài hiệu ứng thôi là mình đã ra được một gọi là một cái tác phẩm chưa. Yeah. Và tùy theo cái cách mà các bạn vận hành nữa ha, tùy theo cái cách mà các bạn vận hành. Giờ kết thúc bài học số 4 chưa. Yeah. Các bạn sử dụng cái video này ha, cái hướng dẫn này để các bạn làm bài tập ha. Rồi cảm ơn các bạn nha, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 5.